đường Lê Lợi ở Đại Đình, bên cạnh là nhà sách Pha Sa. Ngày xưa là hình như cô chú anh chị có nói em là nhà sách là khai trí. Dạ, khai trí cũng giống như cái ý niệm là khai minh cái trí tuệ trong của mọi người. Mỗi người thì chỉ xài được khoảng từ 5-6-7% cái bộ óc thôi ha Đại Đình ha. Những cái nhà thiên tài trên thế giới thì họ cũng chỉ xài được khoảng trên 10% bộ óc của mình là cùng thôi. Bây giờ em nhớ không lầm là có một bạn khá là trẻ tuổi có cái chỉ số IQ trên 200 nha Đại Đình. Einstein cũng chỉ chưa tới 200 đâu. Dạ, có một bạn trẻ tuổi mà em nhớ không lầm là cũng phải trên 200 cái IQ. Chính xác thì em không nhớ là bao nhiêu. Nhiều dữ kiện quá. Cả nhà cô chú anh chị chia sẻ lại giúp em ha. Dạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần 27 tháng 2 năm 2023. Cả nhà có khỏe không? Dạ em khỏe. Em đang ở khu vực đường Lê Lợi. Mình đang ở tầng 5. Dạ. Ở đây là quang cảnh của đường Lê Lợi. Các nhà thấy đẹp không? Bên này là cái Takashimaya. Em chào Đại Đình, em chào cả nhà. Dạ, đây là cái tầng 4 hay tầng 5 gì đó, cái view. Đây là cái nhà hàng ở ngoài. Nó giống như là cái em cà phê của cái nhà hàng cho tầng sáng sớm em chưa có mở máy. Em cà phê nhà hàng Empire của nhà hàng Majestic, rồi khách sạn Majestic đó. Em đóng cửa lại nha. Đó. Ở ngoài sẵn ngoài. Trưa thứ hai mà có rất là đông khách. Đó, đây là nhà hàng Hoàng Yến Premium hơi Đại Đình. Đó, có nước ngọt, có cam, có cái ly giống như pizza quá. Em đi review món rồi cả nhà coi nha. Đó, đây là món kim chi tôm premium Hoàng Yến, là cao cấp trong cái chuỗi nhà hàng Hoàng Yến nha Đại Đình. Dạ, salad trộn các loại đậu. Wow, buổi trưa mình rất là đông. Thử ra em không có quay kỹ được nhiều. Có cục vàng em nè, đó, cục vàng bự. Cảm ơn em. Dạ, có món gì nha Đại Đình? Cơm chiên nhìn hấp dẫn. Premium thì đương nhiên hơn những cái nhà hàng khác của chuỗi Hoàng Yến. Em cũng thích họ làm cái này lắm. Thì nó nhìn được cái món gì ở trong. Nhưng mà nhìn cái này cũng rất là mắc tiền nha Đại Đình. Đó, bò lagu, bò hầm tiêu xanh. Tiếp theo là cánh gà chiên nước mắm. Đó, hấp dẫn không Đại Đình? Họ làm cái mặt kiến này để cho mình nhìn cái món là món gì á. Này, cái này là tiền không á. Cái đồ mà rẻ tiền á là nó nhìn nó cũ cũ, với lại nó nhìn ba vớ không à. Dạ. Đó, tôm hấp. Tôm xay này là phải là tôm thẻ này. Không phải tôm sú đâu nha Đại Đình, nhìn hấp dẫn không? Tôm thẻ. Đây là buffet trưa. Dạ. Trời, sao đông dữ vậy trời. Đông luôn. Đây là nghêu. Ôi, cũng giống như cái món, mấy cái món nữa khác vậy ta. Cũng giống như Hoàng Yến. Những cái mò khác à. Dạ, nghêu. Nghêu này cũng khoảng 100 con ký. Dạ, ăn hoài nhìn biết. Mua đi ra ngoài chợ mua đó. Cá trứng chiên xù rồi lại. Wow, hấp dẫn chưa. Đây là trường Kim Đô. Trời ơi, đi mà sân mỏng nhau luôn không mà nhớ đây là đồ hủ hải sản hấp Hồng Kông, hấp dẫn không? Dạ, đông quá rồi đi toàn sân mỏng không à. Tại vì diện tích ở đây rất là mắc nên thử ra đông người với lại được. Với lại quán này chắc ngon nên nhiều người vô ăn. Này mới có thứ hai đầu tuần thôi nha. Đây là cháo hải sản nè. Đồ đạc của họ cũng đẹp, sạch sẽ, rồi sang.
bò lúc lắc. Cái này là món gì? Chân gà tàu xì. Đó, một giá bánh bao. Đó, chăm vô. Đó, chăm liên tục. Chí Linh. Bạn ấy tên Chí Linh. Mì, spaghetti. Anh ấy lại chào. Anh ấy lại chào con giỏi, mang lắm. Ôi, cái này ngon nè, gà nướng muối ớt. Gà nướng muối ớt ngon rồi đây nè. Mình nhìn cái thớt thịt á là nó ngon à. Mỹ vị hương mà. Rồi, cái này có một củ xào nữa nè. Đã chưa? Gọi cuốn nè. Cái chị nãy chị nói mà wow, đã quá ha. Nó đang ngon là hạnh phúc mà. Đúng không đại rồi. Gà tìm thuốc bắc ha. Dàn em nè. Giỏi nè. Đây là món gì đây nè? Rẻo cá ngừ. Trời, rẻo cá ngừ là gì? Không biết. Rẻo cá ngừ. Đây nè. Không nùng. Em không biết đọc luôn. Rẻo cá ngừ. Cái này món này chưa có. Sáng sớm ăn hộp vịt lộn chi. Dí cả vòng vòng. Thôi quất hết luôn rồi. Quất hết luôn rồi. Dạ, lẹ ghê chưa. Tức là đồ ngon mà, đúng không đại? Quất khí thế luôn, cải thề xà bò, thăn heo sốt tiêu, chà hấp dẫn ra không? Nhìn ngon quá chứ đại được. Dạ. Giá vé là đâu đó 300 mấy á. Trái cây nè, lá hồi em ra em quay giá vé. Vô là phải có cái vòng nha đại được. Chiếc vòng cầu hôn. Trái cây. Trái cây theo mùa, đu đủ, táo, ổi, mận, thanh long, ruột đỏ, thơm, rau câu, chè, ỉ, nước đường, nước dừa, premium mà, ôi trời hết hồn. Giống như cái Code Crystal, cái sọ thủy tinh đó đại tình. HB họ mua, họ nghiên cứu, họ nghĩ nó là của người ngoài hành tinh, cái sọ của người ngoài hành tinh. Và trong cái bộ phim Indiana Jones cuộc gặp tự chinh, cũng có nói về cái Code Crystal này đại tình. Ở ngoài đời có thiệt á nha. Dạ. Giống như cái bộ ốc của ông Einstein á, là khi ông chết á là người ta đánh cắp bộ ốc của ông, xong rồi người ta cắt từng lát ra để nghiên cứu. Trời, chè hấp dẫn ghê chưa. Quá hấp dẫn luôn. Dạ. Nhìn đẹp. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó đẹp. Dạ. Vô đây thì tính tiền trước nha. Sợ ăn chạy hay sao. Dạ. Mấy lần trước á. Dạ, giỏi. Trời, có sầu huyết hả? Sầu lông hả? Dạ. Mấy lần trước vô đây thì ăn xong rồi trả tiền. Bây giờ sợ bị chạy vậy sao? Vô tính tiền trước rồi ăn. Anh thì ăn có món gì vậy? À, chơi Switch game. À, Switch game. Sắp ra phần 2 rồi đó con. Bố để bố mở con phần 1 cho con coi nha. Không, Switch game của Hàn Quốc á. Phần 1 để bố mở cho anh thì coi nha. Dạ, để em quay tiếp cho cả nhà coi. Dạ, đúc miếng trời thương ghê không. Dạ. Long rồi đại đình, nhưng mà họ nướng nó còn cái vỏ với cát nhiều lắm. Dạ. Nhỏ nhưng mà nó núc. Thời Long ăn được. Hào ăn cũng được lắm nè. Hơi nguội. Ok, cảm ơn em. Non smoking, nước ép. Nó hơi chậm, thử ra cả nhà thông cảm. Đó. Trà, kem, bánh lăng. Cũng chẳng không đại là có kem nữa. Kem của cái quán Hoàng Yến mà không có premium á. Này là kem kéo, còn kem này là kem gọi là kem gì đó, kem khay. Kem khay bánh bò hấp nốt. Nhìn họ trang trí họ sang hơn nhiều đó. Đại ông đại được có hào. Đây em quay cho cả nhà coi nha. Cái là giá tiền buổi trưa mà nhà hàng cũng nhiều món ăn. Sâm bên thai là đông nhất, là lại sâm bên thai đông lắm. Sâm bên thai chỗ nào cũng đông hết.
em cũng ăn rồi, mà sâm bên Thái nó hơi mắc. Dạ hơi mắc. Em là giá tiền ở lại. Em đi thứ hai buổi trưa chỉ có 325.000 cộng thôi, người lớn, con nít thì 30%. Dạ, có đo cái thước vô thì đo rồi tính tiền trước. Dạ. Không giới hạn nha, unlimited nha đại đình. Mua bia thì 89.000 cộng. Dạ. Uống bia nếu em không chạy xe thì em uống bia được. Và nó này hơi nhỏ, có cà phê nè, có nước coca nè, đó. Nó diện tích nó nhỏ nên thử ra cả nhà thông cảm. Chỉ có một like thôi, sushi. Ôi, hủ tiếu Nam Giang hấp dẫn chưa? Wow. Hủ tiếu Nam Giang hấp dẫn như lại rồi. Đó. Không ai ăn hủ tiếu Nam Giang hết. Vô đây là ăn mấy món ngon trước. Cái nhà dạy là ăn mấy món ngon trước. Đó. Đó, bếp người ta nấu tài liệt tại chỗ nè. Đó, tôm càng. Ướp heo, ướp bò gì đó. Ướp sa tế gì đó. Dạ, massage gì đó. Đó, thấy không? Nó giống như là cái làm gọi là chế biến. Sáng sớm em chưa có mở máy nên thử ra thông cảm nha. Đó, ra món nữa nè. Đó, ra món liên tục luôn. Tôm cuộn. Chưa kịp quay đi quậy thì đưa cho khách ăn rồi đó. Đây nhà hấp dẫn không? Rồi vô kia cho nướng hấp. Bếp ở đây luôn, có nghĩa là chế biến tại chỗ. Hấp dẫn không đại lên. Em khoái coi mấy phần chế biến này lắm. Qua cái tuổi ăn nhiều rồi, ăn ít vừa đủ no thôi. Qua cơn đói thôi. Đó là mình nhảy rồi. Đó, đi. Đó, món gà liên tục nè đại đình. Nhà hàng này đã ghê, món gà liên tục. Gỏi, sầu huyết, sầu lông. Đó, chạy, quá dữ. Đã ghê. Thôi mình đi tiếp nha. Đó, đi tiếp. Đây là các loại ốc, mà chân cho vui thôi. Chứ không phải đâu. Dạ, chân cho vui thôi. Cái này là bia Calvin bò, bạch tuộc nướng này giống như là đồ giả nè đại được. Qua Hồng Kông thấy mấy cái này nhiều lắm. Nướng chế biến tại chỗ luôn. Ô, con hàu bự quá. Đây là hàu sữa mà nó xà lông. Thử ra nướng ra rồi, đã vô đây rồi. Ở ngoài họ chăm liên tục. Hủ tiếu xào nghe đây. Nhìn nó cũng đủ phê rồi, đủ no rồi. Đã chưa? Buổi trưa thứ hai nha đại gia đình. Trưa thứ hai nó xà lông nhìn ngon á. Dạ, tại vì premium mà. Không ngon thì sao mà người ta. Giờ khách hàng người ta tha hồ chọn. Đúng không đại được. Quá nhiều nhà hàng tha hồ chọn. Chiên. Đã chưa? Rồi cái nhà hàng nào ngon, vừa miệng, vừa vị, rồi hấp dẫn thì ta ăn thôi. Tại vì bây giờ nhiều nhà hàng lắm. Sài Gòn giống như là một cái hộp Trung Quốc Hoa Kỳ thu nhỏ vậy đó. Có rất là nhiều cái văn hóa. Thì mỗi cái văn hóa đều có cái món ăn khác nhau. Dạ.
này là chiên khoai tây, hành tây, đủ món. Ừ, em khoái món này lắm nè. Chiên món này lắm nè. Thích món này lắm. Dạ, yeah, hấp dẫn không đại được. Em lấy em lấy cho vợ em. À, đã lắm. Em thích món này lắm. Tại vì nó gắn liền với lại tuổi thơ. Tuổi thơ ngày nhỏ. Ô, em xin lỗi nha. Đưa cho mẹ. Cho em á. Đó, lên luôn rồi nè, đại rồi, thấy không? Nãy hết giờ lên lẹ lắm. Hấp dẫn không đại được. Nóng sốt tươi ngon, ăn liền mới đã, đúng không? Cái slogan là nóng sốt tươi ngon, ăn liền mới đã. À, tiếp tục, mình ra quầy chế biến tiếp. À, không nhiều đâu, tại vì ở đây cái giá mặt bằng phê nó rất là mắc. Cái gì đây, cái gì chuối hả? Cà, nấm đùi gà. Wow. Hấp dẫn quá. Đây, em thích ăn món này lắm, thì nó gắn liền với tuổi thơ. Hồi nhỏ đại đình, hồi nhỏ mà không có đồ ăn ăn á, thấy bạn nhà giàu ăn á, chảy nước miếng. Người ta hay chọc á là con chó len keng, con chó khỏi càng, con chó làm quen á đại đình. Là hồi nhỏ đó, hồi năm 80 á, nghèo rất mồng tơi, có tiền cũng không có đồ ăn. Bây giờ đồ ăn thì ê hề rồi. Ở Việt Nam mình là ba núi bốn biển một ruộng, bảy vùng sinh thái, nên mình thử ra rất là giàu có. Dạ, về cái đồ ăn á, chứ không phải giống như những cái nước khác. Pizza này nhìn không hấp dẫn nha. Dạ, đừng, sư phụ đừng gầy em. Pizza nhìn không hấp dẫn. Nhìn cái bột bánh á. Dạ, thấy cái gu của em thôi. Dạ, đó, mình ăn mình nướng lại luôn. Có đồ chơi nướng lại luôn. Đó. Gỏi. Gỏi xà lông. Úi xời ơi, đã chưa. Đây, cái nhà thấy họ trang trí này. À, bà con ăn rồi à, cái chỗ là máy lạnh đó. Hồi nãy đông quá. Ô, bác Thảo ruốc em muốn ăn chơi. Có luôn. Đầu bếp chạy như giặt, chạy dắt chân lên cổ luôn đó. Xào rồi đây, thấy không vui. Em đếm comment bếp là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cũng chục anh á, tiểu đội. Ở cái nhà hàng Cửu Long á, họ ít con thêm anh nữa nè. Ở nhà hàng Cửu Long á, 100 nhân viên nha đại đình. 100 nhân viên. Thì cả nhà thấy cái mức độ đó như thế nào nè. Quá đã, em hay thích coi cái phần chế biến lắm. Hấp dẫn à, đã chưa. Quá sơ. Chị như giặt vậy đó. Chuyên nghiệp mà. Hấp dẫn quá. Tôm này là nướng muối ớt nha đại đình. Hấp có, nướng muối ớt có. Ôi trời ngon mà. Ơ ừ, sư phụ à. Sư phụ mà trưởng á, thì là cái bếp, cái nón dài. Không biết phải ở đây vậy không à. phim hoa người ta nói là sư phụ là người thầy á, là người nấu ăn á, đó, gọi là sư phụ. Chả đùm vô nè đó. Chả đùm vô khoảng 15-20 phút. Hấp dẫn không? Chả đùm bao nhiêu phút sư phụ? Chả đùm bao nhiêu phút mới có? Khoảng 5 phút. 5 phút rồi hả? Wow, cảm ơn sư phụ nhiều. Bạn ấy chưa nghe quen rồi cái kiểu đó. Dạ. Chế biến đã không đại nè. Ra liên tục. Đó, quầy chấm nè. Hủ tiếu xào nè, nãy bạn ấy lắc á. Chế biến ăn liền tại chỗ. Thích ăn nước ăn nước. Thích ăn gì có nó. Đó. Đó. Nhà thấy không? Hủ tiếu xào. Đây, rồi quầy ra nè. Do cái diện tích nó nhỏ. Ở nhà thông cảm. Đó, sushi. Thế gợi em đi vòng vòng nữa nè, kiếm em hay sao á, sợ em đi lạc hay sao á. Dạ được rồi, hết đi. Kem ngon. Đây có kem này, chứ bên kia là kem tươi. À, kem tươi. Dạ.
À, đây em đi quay cho cả nhà coi cái nhà hàng ha. Em chưa có đói. Dạ. Đó, full bán vậy là mừng ở đại rồi. Đây là Takashimaya. À, buổi trưa nha, cô chú anh chị có thể ghé tới ăn chế biến liền tại chỗ. À, giá thì em không biết là mắc hay rẻ, nhưng mà em thấy cũng ok lắm so với mặt bằng chung của thị trường. Đó, đây là Hokkaido Sashi. Hokkaido Sashi thì lúc nào cũng đông á. Đã chưa? Sashi. Đây là tầng thứ 5 nha, Đại Đình Hoàng Yến Premium. Em cũng thích uống bia lắm nhưng mà chạy xe thì không dám uống. Ở nhà hàng nhiều lắm nha, Đại Đình San Cancun, rồi Yungji, rồi Spicy, Spy Temple, Pepper Lunch, Yungji, ngõ, ngố hay ngõ gì đó. Ở dưới là đang quảng bá cho cái hãng Bốt, quần áo Bốt, họ thuê cái mặt bằng để mà làm. Một cái mặt bằng này là mấy chục triệu ấy, không có đơn giản đâu nha Đại Đình. Đó. Đây là cái siêu thị Takashimaya. Trên tầng 5 này có rất là nhiều nhà hàng. Em đi một vòng xung quanh đây nè. Dạ. Hôm nay thì em review cái premium lần đầu tiên em ăn nha Đại Đình. Cái nhà hàng đấy. À, cả nhà thấy sao mình thay không? Authentic Thai Cuisine, rất là đông người. Nếu mà hai người vô gọi ăn á, thì nó cũng khoảng là tầm triệu mấy hơn. Chưa đã bụng. Chưa đã bụng đâu. Nè, đăng ký liền tay Silver Gold. Ủa, không biết là vợ em có đăng ký chưa. Mấy cái này đó, Unlimited. Em xin phép chào Đại Đình nha. Em chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau.